Xin kính chào và cảm ơn quý khán thính giả đã đến với kênh Vivu TV. Kính chúc quý vị sẽ có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Vui lòng nhấn đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để cập nhật những tin tức nóng hổi trong nước và trên thế giới. Và sau đây mời quý vị cùng đến với những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Lô Diên kẻ đẩy Dr. Thanh vào lò để xơi tái khối tài sản tỷ đô. Kính thưa quý vị, vào hồi tháng 12 năm 2020, vụ đất đai của con gái ông chủ tịch Tân Hiệp Phát Dr. Thanh bị khui ra lần thứ hai trên mặt trận báo chí. Tuy nhiên, do bận trận đấu đá ở đại hội 13 nên mọi chuyện được gác lại. Thì nay khi mà kỳ ăn chia cuối cùng hội nghị Trung ương 2 khóa 13 vừa đi đến ngày cuối cùng, thì lập tức tên con gái của ông Dr. Thanh được réo trở lại trên mặt báo. Được biết, ở đất nước Việt Nam, doanh nghiệp mà không dựa vào nhóm lợi ích chính trị để kinh doanh thì lớn không nổi. Tuy nhiên, nếu dựa vào chính trị thì nó như là một con dao hai lưỡi, hết lời thành hại. Có lúc thì Tân Hiệp Phát rất là mạnh, nhưng cũng có lúc người ta cũng muốn tấn công để hạ bệ doanh nghiệp này. Đấy là đối với doanh nghiệp. Mà doanh nghiệp nào biết nương theo chính trị thì đó là doanh nghiệp tức thời. Còn đối với những quan chức chính trị thì lại khác. Họ xem những doanh nghiệp như là con vịt để họ vặt lông. Nếu quan chức nào mà muốn tiến thân thì đầu lùi cây cao bóng cả trong nền chính trị này. Còn doanh nghiệp mà muốn ăn nên làm ra thì phải đầu lùi quan chức cửa lớn. Khi quan đỡ đầu cho doanh nghiệp hết thời thì doanh nghiệp đó cũng nên tỏ ra thức thời tìm người khác để mà phò. Mà nếu không thì rất dễ bị làm thịt. Đối với một doanh nghiệp thì việc gọi tên trên báo chí nó có hai ý nghĩa. Thứ nhất là sắp sửa bị làm thịt, và thứ nhì đó là lời cảnh cáo doanh nghiệp đó phải biết điều, nếu không thì sẽ làm ăn không yên. Sự giàu có của các quan chức chính quyền trong cộng sản nó xuất phát từ hai nguồn. Nguồn thứ nhất đó là tham nhũng từ ngân sách, còn nguồn thứ nhì đó là bòn rút từ doanh nghiệp. Không một quan chức nào mà không muốn dùng quyền lực của mình để moi ra tiền theo cách đó. Và kính thưa quý vị, nơi mà muốn đánh Dr. Thanh là ai? Gia đình của ông Dr. Thanh ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đang khởi tố con gái của ông Thanh là cơ quan cảnh sát điều tra C01 của Bộ Công an. Bộ Công an khởi tố vụ án điều tra dấu hiệu tội phạm trong việc bà Trần Uyên Phương bị tố cáo lừa đảo thông qua chuyển nhượng dự án cổ phần. Vào ngày 9 tháng 3, động thái này được cơ quan cảnh sát điều tra C01 Bộ Công an đưa ra sau 5 tháng nhận được đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Kim Oanh Đồng Nai. Công ty Kim Oanh, ông Nguyễn Văn Trung, 35 tuổi, Giám đốc Công ty DCB và Lâm Hoàng Sơn cùng ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều đáng nói ở đây là người gửi đơn tố cáo bà Trần Phương Nguyên sao không tố cáo tại Công an thành phố hay là Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, mà lại viết đơn mang ra tận Hà Nội để tố cáo. Điều này có hai khả năng. Thứ nhất là người tố cáo ấy né thành phố Hồ Chí Minh và nơi đây là lãnh địa của ông Dr. Thanh. Hoặc là có thể những người ấy tố cáo là cò mồi và cứ tố lên thì cơ quan chức năng sẽ có cớ để khởi tố. Tuy nhiên, đó là hướng nào thì cần phải phân tích kỹ mới có thể sáng tỏ vấn đề được. Và cho tới bây giờ, nơi muốn đánh ông chủ Tân Hiệp Phát phải là thế lực trung ương chứ không phải là địa phương. Bởi đơn giản, nếu là địa phương thì công an thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc. Có một điều đáng chú ý nữa là quyết định khởi tố vụ án do Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Phó Thủ trưởng Thường trực C01 ký. Tội ác cho bà Uyên Phương có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ Luật Hình Sự. Và được biết, Thiếu tướng Hoành mới được bổ nhiệm từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Trước đó, trong đơn tố cáo, ông Lê Văn Lâm cho rằng bà Trần Uyên Phương và ông Trần Quý Thanh cùng một số người liên quan có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng dự án cổ phần doanh nghiệp. Các ký kết giữa hai bên đó là hiệp đồng giả cách, tức là các bên thực hiện nhằm che giấu đi một hợp đồng khác. Bản chất là việc vay mượn tiền. Cũng theo ông Lâm, hành vi của bà Uyên Phương và những người này gây thiệt hại cho Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, vì sao lại khơi lại vụ án này vào đúng lúc vừa chia ghế xong? Đơn vị chỉ đạo Bộ Công an chỉ có hai nơi. Nơi thứ nhất đó là Văn phòng Trung ương Đảng và nơi thứ nhì đó là Chính phủ. Được biết, C01 gửi văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai
chỉ đạo các sở ngành giữ nguyên hiện trạng pháp lý, tạm dừng mua bán, tặng cho hoặc là thế chấp cổ phần cũng như quyền sử dụng đất đối với công ty Minh Thành Đồng Nai. Dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành. Và khu đất này được phía ông Lâm cho là tài sản đã bị chiếm đoạt. Đến ngày 25 tháng 11, C01 tiếp tục gửi văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức, quận Bình Tân giữ nguyên hiện trạng 33 thửa đất đứng tên bà Phương tại các địa phương này. Như vậy là hiện nay từ C01 đã chỉ đạo các địa phương liên quan đến sai phạm của bà Trần Phương Nguyên thực hiện ráo riết. Điều này chứng tỏ cho thấy Trung ương đang rất quyết liệt trong vấn đề này. Công ty Tân Hiệp Phát của ông Đốc Gia Thanh đã nhiều năm nay được sự ưu đãi của chính quyền từ địa phương đến Trung ương. Đốc Gia Thanh là một thế lực có thể nói là bất khả xâm phạm từ nhiều năm qua. Việc hiện nay doanh nghiệp tỷ đô này bị sơ gáy, nó không phải là những sai phạm trong kinh doanh, mà nó mang màu sắc chính trị trong đó. Cũng được biết, đã từng có các doanh nghiệp bị sơ gáy liên quan đến chính trị như là Vũ Nhôm hay là Út Trọng. Tuy nhiên, về quy mô doanh nghiệp của những nhân vật đứng đầu đang bị bỏ tù kia. Hiện nay thì bà Trần Uyên Phương ủy quyền cho đại diện pháp luật của bà để đối phó với C01, giữ nguyên quan điểm trước đó cho rằng đại diện công ty Kim Anh tố cáo bà Uyên Phương chiếm đoạt công ty Minh Thành bằng những hợp đồng giả cách là không đúng sự thật. Các hợp đồng chuyển nhượng là có thật, được thực hiện trên thực tế giữa các bên. Do đó, quyền sở hữu cổ phần công ty Minh Thành của công ty Kim Anh được chuyển cho bà Uyên Phương là đúng pháp luật. Và kính thưa quý vị, lộ diện thế lực đang muốn nắn gân Tân Hiệp Phát. Thực ra thì ông Trần Quý Thanh từ rất lâu là có mối quen biết khá thân tình với ông Nguyễn Phú Trọng. Dù trong vấn đề kinh doanh thì ông Trần Quý Thanh có nhiều cách xử lý khủng hoảng mang tính chèn ép người thấp cổ bé họng. Nhưng sự thật là doanh nghiệp Tân Hiệp Phát của ông ta là một doanh nghiệp mạnh thật sự. Ông ta xây dựng doanh nghiệp liên quan đến sản xuất, chứ không phải là liên quan đến doanh nghiệp thương mại. Mà đã doanh nghiệp sản xuất thì lại luôn là nền tảng cho nền kinh tế quốc gia. Ở một khía cạnh nào đó, thì doanh nghiệp Tân Hiệp Phát cũng là một loại làm ăn thật, chứ không phải là đầu cơ như hầu hết các doanh nghiệp khác. Vì vậy, doanh nghiệp này có sức mạnh thật, và các tập đoàn khác rất muốn mua lại những gì đang có trong tay của ông Trần Quý Thanh. Vậy nên, ngoài ông Nguyễn Phú Trọng thì ông Trần Quý Thanh còn kết giao với nhiều quan chức cấp cao khác, mà đặc biệt là các quan chức đã từng nắm quyền ở thành phố Hồ Chí Minh. Vậy, muốn xác định ai muốn nắn gân Tân Hiệp Phát thì phải đặt ra câu hỏi rằng ai nắm được Bộ Công an? Mà như đã nói, người nắm Bộ Công an thì chỉ có thể hoặc là Tổng Bí Thư hoặc là Thủ tướng. Trong khi đó, Tổng Bí Thư thì đã là người quen của ông chủ Tân Hiệp Phát. Vậy thì việc nắn gân này chỉ có thể là văn phòng Thủ tướng mà thôi. Trong đó có ông Phạm Minh Chính hứa hẹn là một người mạnh mẽ hơn là Nguyễn Xuân Phúc và cũng thầm hơn ông Nguyễn Xuân Phúc rất nhiều. Và ông cũng mạnh hơn Nguyễn Xuân Phúc, như là việc đoạt chức Thủ tướng chỉ mới đây và chưa chính thức ngồi vào ghế. Nhưng đã dọn đường cho ngày của ông Phạm Minh Chính lên nắm quyền, thì ắt ông ta đã có chỉ đạo nắn gân những doanh nghiệp lớn phải biết điều. Và kính thưa quý vị, liệu doanh nghiệp tỷ đô của Tân Hiệp Phát có dễ xơi hay không? Có thể nói là ông Trần Quý Thanh là một con người rất giỏi ngoại giao, phần vì trong tay ông có hàng tỷ đô, phần vì nhiều quan chức cũng muốn làm người đỡ đầu cho Tân Hiệp Phát để kiếm chắc. Vì thế mà nhiều năm qua, thế lực của Tân Hiệp Phát rất là mạnh. Bằng chứng là Dr. Thanh đã xảy ra nhiều vụ bê bối lớn, nhưng không ai làm gì được thế lực của gia đình ông Trần Quý Thanh cả. Lần này cũng có thể như là những lần trước. Sự nắn gân lần này rồi cũng sẽ đưa đến thỏa hiệp nào đó, chứ không hẳn là để đánh sập doanh nghiệp tỷ đô của cha con ông Trần Quý Thanh. Kính thưa quý vị, cũng như sau đại hội 13, thế lực mới nổi lên khá nhiều. Ngoài Trung ương có Phạm Minh Chính đang chứng tỏ ông ta là một thế lực không thua gì thế lực cũ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà ông Trần Quý Thanh đăng ký hộ khẩu, thì cũng có thế lực mới nổi lên, đó là thế lực của Nguyễn Văn Nên. Ông Nguyễn Văn Nên là thế lực đang mới nhưng rất mạnh. Rất có thể là sắp tới, ông Nguyễn Văn Nên sẽ chạm đến gia tộc của Lê Thanh Hải để củng cố uy lực với những ai được Lê Thanh Hải cài lại. Vì vậy mà ông chủ Tân Hiệp Phát sẽ phải thỏa hiệp để tồn tại. Còn về câu hỏi là ai muốn rời doanh nghiệp tỷ đô như Tân Hiệp Phát
thì câu trả lời là ai có quyền lực cũng muốn. Tuy nhiên, đối với một doanh nhân lão luyện như là ông Trần Quý Thanh thì khó mà để cho người ta xây được. Vì vậy, việc réo tên con gái của ông Trần Quý Thanh lên báo chỉ là có thể xử nắn gần mà thôi. Thật sự thì doanh nghiệp tỷ đô không dễ sời chút nào. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc những nội dung chính của kênh Vivu TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mời ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy để ở phần bình luận để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo của kênh Vivu TV.